Dượng ơi Dượng. Dượng ơi. Mẹ con về chưa Dượng? Chắc chiều tối mới về. Mẹ con đang làm xét nghiệm trong bệnh viện. Dạ vậy thôi, để chiều mẹ con về rồi con hỏi luôn. Dượng ăn cơm chưa? Để con vô nấu cơm cho Dượng ăn nha. Dượng ăn rồi. Dượng có mua một tô phở cho con đó. Con vô con ăn đi. Hồi nãy Dượng đi chợ á, Dượng có mua cho con một bộ đồ. Một lát con vô con thử nha. Dạ con cảm ơn Dượng. Mà Dượng ơi, sau này Dượng đừng có mua cho con nữa nha. Để mẹ mua cho con. Dượng mua cho con hoài à, con ngại lắm. Hoa nè, có gì đâu mà con phải ngại. Từ lúc ba con bỏ đi, Dượng chăm sóc, thương con như con ruột vậy đó. Dạ, con cảm ơn Dượng nhiều. Bệnh ung thư em mà phát hiện sớm điều trị dễ lắm. Em con tính làm sao nói với Phong đi, để nó còn đưa em lên thành phố trị bệnh nữa. Kinh tế giờ khó khăn quá, em cũng không biết làm sao mà điều trị nữa đó chị. Thì ít nhiều gì Phong nó phải có cách chứ. Nó thương bay quá trời, không lẽ nó để bay chết. Thì em biết là anh thương em, nên em mà nói ra là anh lo lắm đó chị. Mà số em cũng hên ghê nha. Từ hồi Minh nó bỏ trốn cái Phong nó lo cho em quá trời quá đất luôn. Ban đầu thì em cũng thấy ngại, tại vì cả hai là bạn thân. Nhưng mà ở riết á thì cũng thành quen đó chị. Anh Minh, anh Minh, em không cho anh đi đâu. Anh còn thương mẹ con em, anh ra công an đầu thú đi anh. Mày có im cái miệng mày lại ngay không? Hả? Anh, mình còn có con nữa. Cho dù có phải đi tù thì anh cũng phải chấp nhận và cải tạo cho tốt. Về còn lo cho con nữa anh. Cùng lắm thì tao trốn đi vài năm, khi nào ổn thì tao sẽ về mà. Minh, vợ mày nói đúng đó. Mày đừng có sai lầm nữa. Lỗi đâu phải do một mình mày gây ra đâu. Tại thằng Thành nó ghen tuông quá mới xảy ra chuyện như vậy. Ba, sao ba không nói con về? Giờ ba định đi đâu nói vậy? Bây giờ không phải là lúc đứng nói tới nói lui nữa. Khi nào ổn thì ba sẽ về thăm con, được chưa? Con mày còn nhỏ như vậy á, mày bỏ đi, ai lo cho nó đây? Ba, ba lại với con đi mà ba. Đi mà ba. Bộ mày không thương con mày hả Minh? Mày thương quá thì mày nuôi đi. Bây giờ tao không có biết tính cái gì nữa hết á. Anh Minh, ba lại với con đi mà ba. Ba lại với con đi mà ba. Ba ơi. Anh Minh. Anh Minh suy nghĩ sai lầm quá. Làm sao có thể lẩn trốn cả đời được. Tôi cũng đã khuyên ngăn anh hết lời rồi. Thậm chí là anh còn quát mắng tôi nữa. Hiện tại cơ quan công an đã có lệnh truy nã anh Minh, bắt buộc anh ấy phải ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Còn nếu cứ trốn tránh như thế này thì lỗi ngày càng thêm nặng. Chú đó kiếm ba hả mẹ? Rồi khi nào ba về? Mấy ngày nay con không gặp được ba Minh, con nhớ lắm. Hoa à, con không cần nhớ đến ba Minh của con đâu. Ổng không phải là người tốt. Mai à, em có giận có trách gì á, đó là chuyện của người lớn. Hoa nó còn nhỏ, em nói như vậy á, nó có suy nghĩ không tốt về ba nó đâu.
qua. Bây giờ hai chú cháu mình tiếp tục đi thả diều nha. Dạ. Rồi lên lưng chú nè. Đây. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Em không biết giờ ông Minh ông sống chết ra sao nữa. Thôi em coi như là em với Phong lại duyên số đi. Em á, em chỉ thương bé Hoa thôi. Nó là con gái mà nó thương ba nó dữ lắm. Chị biết không, mấy hôm mà ổng bỏ đi á, không có đêm nào mà nó chịu ngủ hết. Sao mẹ con bị nặng vậy cô Thi? Nó giấu, nó không dám cho Dượng bay hay. Tao thấy xót quá nên đành nói với bay hay đó. Dù sao bay cũng lớn rồi. Con cảm ơn cô. Nhưng mà mẹ con không nói cho Dượng hay thì sao mà con nói được hả? Bay tính thì sao bay tính đi. Lên mạng tìm hiểu cái bệnh này đi con. Không có y được đâu nha. Dạ. Nguyên cả đồng ngập mặn hết rồi, lúa tiêu hết rồi, năm nay nhà mình thất mùa rồi. Biết làm sao hả anh? Ông trời á, ông tính hết rồi anh nè. Sống chết á, có số cả thôi. Sao hôm nay em nói điềm gỡ vậy? Tự dưng là dắt tới chết. À, em nói mấy cây lúa thôi mà. Mấy năm nay thất mùa quá, thành ra không đủ tiền để sửa lại nhà. Cầu mong cho năm sau mình được mùa, anh sẽ lợp lại mấy nhà. May mà mùa năm nay có anh, căn chòi này mới chống chọi được bão lũ. Chứ có hai mẹ con em, em không biết phải làm sao nữa. Em với con ở nhà chờ anh. Anh chạy quanh ở sớm hỏi mượn ít tiền rồi đưa cho em mua thuốc nha. Dạ, em biết rồi. Nhưng mà sau bữa em đi khám về á, em không nói cho anh biết là em bệnh gì. À, mấy cái bệnh lặt vặt thôi, anh đừng có quá lo nha. Sau này á, phải nói cho anh biết nha, đừng có giấu bệnh ở trong người. Anh đi nha. Sao cái mua tư quạt nó dính vô lưới? Làm ăn phải cẩn thận chứ. À, chắc tại tối hôm qua mưa bão lớn quá, tôi trở tay không có kịp. Chứ không phải anh còn đang say xỉn chưa tỉnh hả? Hôm qua tôi nghe tụi thằng Hải nói anh nhậu tới sáng luôn á. Ai nói? Mấy cái thằng này. Dạ, mấy chị cho tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng khắc phục. Thôi anh đừng nói nữa. Từ nay á, anh làm anh phải coi trước coi sau. Làm ăn kiểu như vậy là tôi thấy không được rồi á. Dạ.
nghỉ học. Mẹ không đồng ý. Nhưng mà con trưởng thành rồi mà mẹ, con có thể tự quyết định gì của con chứ. Cho dù là con có trưởng thành như thế nào đi nữa thì trong mắt mẹ, con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Và mẹ sẽ không đồng ý vì con nghỉ học đi làm như vậy. Mẹ. Hoa, mẹ con nói đúng á. Con có bao nhiêu tuổi đâu mà con đòi trưởng thành. Mấy năm nay á, nhà mình tuy khó khăn nhưng Dượng không đồng ý cho con nghỉ học. Ngay lập tức đi đến trường cho mẹ. Bé Hoa, sao nhìn em thẫn thờ vậy? Bộ hôm nay bà ôn thi nên mệt hả? Dạ không có. Do là hổm giờ nhà em có nhiều chuyện cho nên em không có vui lắm. Nè, có chuyện gì á thì cứ tâm sự với anh đi, xem anh có giúp gì em không. Dạ. Dạ. Theo là tâm sự của bé Hoa thì gia đình của chị Mai đang gặp khó khăn về vấn đề kinh tế, với lại cá nhân của chị Mai đang gặp bệnh nặng và bé Hoa định nghỉ học để đi làm phụ mẹ. Hơn 10 năm nay tụi mình đã bỏ trốn, gây cũng ít nhiều khó khăn cho gia đình của mẹ con bé Hoa. Cũng may là có người bạn thân giúp đỡ và cưu mang họ, nếu không khó có thể vượt qua được. Điều quan trọng là trong suốt thời gian ấy anh Minh không hề liên lạc hay là gửi tiền gì cho chị Mai. Bé Hoa thì tuổi đang ăn đang lớn, suy nghĩ cũng chưa chững chạc. Bé có thể làm những gì mình suy nghĩ mà chưa nghĩ đến hậu quả của nó. Nhậu 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 nhậu. Sao mà anh không làm việc mà tối ngày cứ ngồi nhậu như vậy? Con sao vậy? Công việc xong rồi thì phải để cho tôi uống để giảm bớt căng thẳng chứ. Suốt đêm lên trên biển rồi, uống vài ly thì có sao đâu. Nhưng mà anh cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Anh cứ nhậu như vậy hoài rồi tối sao làm việc nữa? Tôi biết tự lượng sức mình. Còn nếu như mà cô thấy không phù hợp nữa đó thì tìm người khác đi. Tôi nghĩ. Anh Tân! Hoa! Con ở đâu vậy Hoa? Hoa ơi! Hoa! Hoa ơi! Hoa ơi Hoa! Hoa ơi! Hoa! Hoa ơi! Gửi mẹ, con biết là mẹ đang bệnh mà giấu. Nhà mình cũng cạn tiền rồi. Vì năm nay lúa ngập mặn nên chết nhiều. Con thương mẹ, con thương Dượng. Dượng như người cha thứ hai của con. Chính vì vậy, từ nay con sẽ đi tìm việc ở một nơi khác. Hy vọng con sẽ có thêm tiền để phụ mẹ và Dượng. Con của mẹ, Hoa. Hoa! Con ở đâu vậy Hoa? Hoa ơi! Anh có tìm thấy con không anh? Anh không thấy con đâu hết em ơi. Em cũng không tìm thấy con anh ơi. Hoa ơi là Hoa. Có chuyện gì vậy anh Phong? Hoa nó bỏ nhà đi rồi chú Trường ơi. Anh Tân ơi! Anh Tân ơi, anh Tân!
Đức ơi. Đức ơi. Tân. Nè bé, nãy giờ con có thấy chú nào tầm 40 tuổi, mặc áo thun màu xanh đen, mang dép tổ ong đi ngang qua đây không? Dạ không gì. Cha nội này, mới nói có mấy tiếng gì đâu trời. Ủa sao gì không gọi cho chú thử? Ổng có xài điện thoại. À, thôi, dì cảm ơn nha. Tân ơi! Tân! Anh ơi, giám đốc nói sao rồi anh? Giám đốc nói em không đủ tuổi, giấy tờ của em không đủ, cho nên không được nhận làm ở đây. Vậy còn cách nào khác không anh? Nói thiệt với anh là mẹ em ở dưới quê bệnh nặng lắm, cho nên là em phải đi lên đây để kiếm việc làm, để có tiền lo cho mẹ em. Cách thì không phải không có, nhưng mà em phải chấp nhận thay đổi giấy tờ, khai tên giả. Ủa, việc gì mà cần phải thay đổi tên tuổi giấy tờ vậy anh? Em cũng biết rồi đó, khách ra vào cái resort này đều là những người sang trọng và giàu có, nên mấy ảnh thích mấy cô gái trẻ đẹp như em. Vậy là em phải tiếp khách hả anh? Anh ơi, còn công việc nào khác không anh? Em có thể lau nhà, rửa chén, dọn vệ sinh em cũng làm được nữa anh. Em làm những công việc đó đã tới bao giờ mới đu tiền cứu mẹ? Em suy nghĩ cho kỹ đi, cơ hội không đến nhiều lần đâu. Dạ khó quá, em cảm ơn anh. Em xin phép. Nè con, bộ con là khách du lịch hay sao mà ngồi ở đây vậy? Dạ không có, con tới đây con tìm việc làm thôi à. Nhà con ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 17 tuổi, con ở dưới miền Tây á. Vậy ở dưới miền Tây mà đi lên đây xin việc làm? Dạ do là con đọc ở trên mạng, con thấy mấy khu du lịch gần đây người ta tuyển nhân viên mà lương cao lắm gì, cho nên là con đi xin thử. Ừ, đúng rồi. Nhìn mày vậy, ai đâu dám nhận mày làm. Không, nhìn con vậy chứ cái gì con cũng làm được hết trơn. Hồi trước con ở dưới quê, con còn phụ dưỡng con với mẹ con làm ruộng nữa. Ừ, nhìn cũng chất phác thật thà đó. Mày gì, chị có biết chỗ nào cần tuyển nhân viên không? Chỉ con với. À, ở bên chỗ gì nè, cha nội nó mới vừa nghỉ xong. Hay con qua con thử việc đi. Thiệt hả gì? Ừ, trước tiên dắt cái xe của tao đi sửa đi, mệt quá.
Dạ dạ dạ, để con, để con. Mai, anh mới đi tìm mấy đứa bạn học của tụi nó. Nghe nói là mấy hôm trước á, qua nó mượn điện thoại rồi lên mấy trang mạng tìm kiếm việc làm gì đó. Nó còn nhỏ, sống ở đây hồi đó giờ có biết đường xá gì đâu. Nó mà có chuyện gì là sao sống nổi hả anh Phong? Thôi em đừng lo lắng nhiều quá. Anh cũng đã báo với công an xã rồi. Rồi anh cũng nhờ đám bạn của tụi nó đăng tin trên các trang mạng. Anh nghĩ mình sẽ sớm tìm lại gặp được con thôi à. Con ơi là con, sao mà con dại dột quá vậy nè? Con nhỏ vậy mà bỏ nhà đi, để cha mẹ đi tìm, đúng là thiếu suy nghĩ mà. Cho ly nước dừa đi anh trai. Chờ tôi tí. Ba xin lỗi con. Khi nào mọi chuyện ổn thì ba sẽ về thăm con nha. Ba, ba, ba lấy con đi mà ba. Ba lấy con đi ba. Ba. Con kệ ổng đi con. Để ổng đi, con không làm được những gì. Nhỏ chừng 17 tuổi chứ nhiêu. Mà nghe nói mẹ bị bệnh ung thư, đi làm kiếm tiền về nuôi mẹ, nghĩ cũng tội. Ủa, tưởng đâu anh đi luôn rồi chứ. Tôi mệt quá. Cô làm ơn để tôi yên đi, đừng có cằn nhằn nữa, nhức đầu lắm. Mấy ngày nay biển động, thôi anh ráng làm việc đi. Cùng lắm thì tôi tăng lương cho anh chứ gì. Khoan đã. Cô nói thiệt hả? Vậy bữa nay cô cho tôi ứng đỡ trước vài tháng lương được không? Ứng lương làm cái gì? Nhậu nhẹt nó hay cái gì? Mẫn vài tháng như vậy? Không phải. Tại vì gia đình tôi đang có người bệnh nặng, tôi cần tiền gửi gấp về cho họ. Không lo làm việc, lo nhậu nhẹt tối ngày à. Nè, cuối cùng cô có cho tôi ứng tiền không vậy? Có, nhưng mà anh phải hứa với tôi là anh bỏ nhậu đi,
Rồi tôi hứa. Dì. Dì ơi. Dì vô coi tấm lưới con giá được chưa dì? À, thôi cũng trưa rồi, con vô ăn cơm đi, rồi chút ra làm tiếp. Dạ. Ai vậy? À, con bé dưới quê, mới vô xin làm. Ba. Là ba phải không? Wow, là con hả? Ba! Wow! Qua. 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 Cho ba xin lỗi mà. Con không ngờ là con lại gặp ba ở đây. Nhưng mà tại sao con lên tận đây để làm việc vậy? Rồi mẹ con đâu? Bà có khỏe không? Mẹ sắp chết rồi. Ba có biết không? Lúc nhỏ ba bảo mẹ con đi. Con không hiểu lý do tại sao. Cho đến khi con lớn, bạn bè hàng xóm mới nói ba là một tội phạm, con mới biết. Qua. Wow. Tôi ba xin lỗi. Ba biết vì sai lầm của ba mà mang tới thảm kịch cho cả gia đình mình. Ba có lỗi mà. Bây giờ ba xin lỗi thì được cái gì hả? Ba biết là ba có lỗi. Dù sao, ba cũng rất là nhớ mẹ con. Nhiều lúc, ba muốn về thăm gia đình. Mà ba sợ. Vậy ba định trốn tránh cả đời luôn hay sao? Nói cho tao biết mối quan hệ giữa mày và vợ tao là như thế nào. Bạn bè bình thường thôi. Mày đương tưởng tao ngu khi nhìn thấy sự việc diễn ra mà tin vào những gì mày nói. Tránh xa vợ tao ra. Nè, cái này là con hả? Ủa, mà sao trong đây ghi là ba mẹ đi tìm con? Mà lúc nãy con kêu chú Tuấn là ba. Ông tin mình, chứ không phải tin Tuấn. Ông là cái người mà bỏ con với mẹ con từ lúc con còn nhỏ để đi chạy trốn. Chạy trốn? Ông đánh người ta liệt cả chân. Công an truy tìm ông mấy năm nay. Qua, con làm ơn im giùm ba được không? Rồi sau đó mẹ con lấy chồng. Rồi mẹ con bị bệnh nên con phải nghỉ học, lên đây tìm việc làm để lo cho mẹ, đúng không? Thôi được rồi, ba sẽ đưa con về với mẹ. Nhưng mà bây giờ con gọi cho mẹ trước để mẹ đỡ lo đi. À, cô cho tôi mượn điện thoại.
Con có nghe lời ba không vậy? Thật vậy hả con? Ai gọi về em? Anh ơi, con bé Ma nó gọi về. Nó nói là đang phục việc ngoài Vũng Tàu, mà còn gặp cả ông Minh nữa. Thằng Minh? Ông Minh nói sẽ đưa con bé về đây. Alo, anh Trường à, tôi là Minh, chồng của Mai đây. Chắc là anh Phong đã trình báo với anh rồi chứ. Trong ngày mai, tôi và bé Hoa sẽ về tới quê của mình. Tôi xin lỗi vì bấy lâu đã giấu kín thân phận của mình. Không sao, việc của anh bây giờ là đưa bé Hoa về cho bé Hoa gặp mẹ. Còn anh coi dịch bệnh tình của vợ anh như thế nào, rồi sau đó ra công an trình báo sự việc. Con cảm ơn dì, thời gian qua đã cho con làm việc ở đây. Hoa nè, con còn nhỏ, còn tương lai, còn sự nghiệp. Bây giờ con về, con phải đi học lại nghe chưa? Dạ, con cảm ơn dì. À, tôi có ít tiền gửi cho anh lo thuốc thang cho vợ. Sau khi thụ án thì có thể trở lại đây làm việc. Cảm ơn cô. Anh đi con. Minh và con gái đang về, chắc về cũng gần tới rồi. Mình cứ nhẹ nhàng để Minh vào thăm gia đình đã. Chúng tôi chờ anh lâu rồi. Tôi hiểu, và tôi cũng không có ý định bỏ trốn mấy anh thêm một lần nào nữa. Bịch, mày vẫn khỏe hả? Tao khỏe. Cảm ơn mày thời gian qua đã thay tao chăm sóc vợ tao và bé Hoa. Mày đi đường chắc mệt rồi, vô nhà ăn cơm đi. Em à, anh biết sau này khi mãn hạn tù về, chắc anh sẽ không còn làm chồng em nữa. Nhưng hãy cho phép anh làm cha của bé Hoa thêm một lần nữa, được không? Ba, dù có áp lực giận ba, nhưng khi gặp lại ba cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Sau này có chuyện gì đi nữa, con vẫn là con của ba. Vô nhà ăn cơm đi.
Do hiểu lầm dẫn đến nóng giận, Minh đã ra tay đánh bạn mình gây thương tích. Vụ án sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu như người đàn ông này chịu bước ra đối diện với cơ quan công an và khắc phục hậu quả cho nạn nhân. Nhưng Minh lại hèn nhát, chọn cách bỏ trốn. Pháp luật nghiêm minh, cho dù xác định đây không phải là một vụ trọng án, nhưng các chiến sĩ công an vẫn không xếp lại hồ sơ truy nã đối tượng. Trong khoảng thời gian lẩn trốn, đối tượng đã rời xa quê hương, chọn biển cả là nơi mưu sinh, hạn chế giao tiếp với nhiều người. Cuộc sống của gia đình Minh vô cùng khó khăn khi bờ vai người chồng, người cha không có bên cạnh. Vợ y phải nương tựa vào một người bạn thân, nhưng mùa màng thất bát, vẫn không có tiền để điều trị bệnh tật. Xót thương mẹ, con gái đối tượng phải bỏ lại việc học đi tìm việc làm thêm. Trong một lần xem tin tức trên mạng xã hội và biết hoàn cảnh gia đình Minh, nhưng vẫn không dũng cảm để về thăm. Trái đất tròn cũng khiến cho đối tượng gặp lại con mình sau 10 năm xa cách. Nhận thấy con gái có phần lạnh nhạt và hờn trách, Minh bắt đầu có những cảm nhận về tội lỗi và quyết định liên hệ với chính quyền địa phương xin về trình diện. Bản án của đối tượng chắc chắn sẽ rất nghiêm minh và y chấp nhận trả giá để có ngày ra tù hòa nhập với xã hội. Nhưng cái mà Minh đánh đổi cho những ngày tháng trốn nã chính là hạnh phúc gia đình, tình yêu thương vợ chồng đã không còn nữa.